Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chiếc sắt quầy thu ngân. Chiếc cái sắt được sơn màu blue, rất là sang trọng và quý phái, hồn thiết cho hệ thống ngân hàng nhà nước Việt Nam. Chiếc cái sắt được sử dụng trong những nơi như là quầy thu tiền, quầy thu ngân. Chiếc cái sắt có chiều cao tổng thể là 710, chiều rộng là 470 và chiều sâu là 550. Chiếc cái sắt được chia thành hai ngăn riêng biệt, ngăn trên đựng tiền và ngăn dưới là ngăn chứa tiền cho các bạn khi hết giờ giao dịch. Chúng ta cùng xem cận cảnh chi tiết. Chiếc cái sắt có cần khi kéo ra các bạn có thể mở chìa khóa đây. Đấy, ở bên trong này tiền rất là nhiều. Và cái này là bằng chốt lúc đặt sản phẩm 100% các bạn, rất là sáng này. Các mệnh giá tiền này chia ra từng ngăn 1, 2, 3, 4 này, và thậm chí đây 5 này. Đấy, rất là thoải mái. Khi mà các bạn để tiền đây, các bạn có thể để dưới gầm bàn này hoặc là để bên cạnh này, các bạn chỉ nào kéo vào đóng tiền lại. Đấy, rất là thuận tiện, không thể chê được vào đâu. Đây là có 5 cái móc treo chìa khóa, các bạn thấy đấy. Đấy, còn đây là chút đặc hoàn toàn 100%. Ở đây được thiết kế theo bật tam cấp chống lòe lửa, các bạn thấy bật tam cấp chống lòe lửa. Ở đây cũng là chút đặc luôn này, rất là hiện đại và xịn. Các bạn chỉ cần ấn như này thôi. Quầy thu ngân 0982770404 hoặc xem tại website kết sắt cao cấp.vn.